chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số của đài như trên ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn hay trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Hội đồng Hương Hải Hưng tại thành phố Nam Định tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội đồng Hương Hải Hưng tại thành phố Nam Định được thành lập năm 1995, đến nay đã có trên 200 hội viên. Thời gian qua, hội luôn đoàn kết quan tâm tới công tác phát triển hội viên. Hàng năm, các hội viên đều tích cực hưởng ứng các phong trào do hội phát động, tham gia đóng góp phát triển kinh tế xã hội, cũng như các hoạt động nhân đạo từ thiện của ba tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Nam Định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã tặng quà của tỉnh cho Hội đồng Hương Hải Hưng tại thành phố Nam Định. Chúc các hội viên năm mới sức khỏe hạnh phúc, mong các hội viên tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xây dựng hội ngày càng vững mạnh, có nhiều hoạt động xây dựng ba quê hương Hưng Yên, Hải Dương và Nam Định ngày càng giàu đẹp hơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 nhằm tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 được phát động tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Mục đích nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành, các cơ quan doanh nghiệp và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật để mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, đặc biệt là các chế độ chính sách liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 và đường tỉnh 376, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi đang tích cực thực hiện các giải pháp tạo đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đường trục ngang nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 376 có tổng chiều dài 7,6 km, được phê duyệt và triển khai từ cuối năm 2021. Trong số đó, chiều dài đi qua xã Nguyễn Trãi là 2 km với diện tích cần giải phóng mặt bằng gồm đất sản xuất nông nghiệp và đất ở của người dân các thôn Nhân Vũ, Mão Xuyên. Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện dự án, xã đã tập trung xây dựng kế hoạch và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân. Hiện xã đã triển khai việc rà soát, kiểm kê tài sản và quy trình thủ tục thực hiện dự án liên quan đến chủ trương chính sách đền bù công khai, minh bạch đến các hộ dân. Nhiều năm chưa được khắc phục sửa chữa nên đến nay tuyến đường do xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên quản lý đang bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn tới đi lại của nhân dân. Tuyến đường phục vụ đi lại của nhân dân hai xã Hoàng Hanh và Quảng Châu và là tuyến đường chính dẫn vào quần thể di tích lịch sử Hoàng Bà và chùa Bảo Khánh. Theo phản ánh của nhân dân, do được làm đã lâu cộng với lượng phương tiện qua đây đông nên 4 năm trở lại đây, nhân dân phải đi lại trên đoạn đường dài khoảng 500m xuống cấp nghiêm trọng. Chỗ thì ổ gà, chỗ thì bê tông nứt thành từng mảng. Bên cạnh đó, do sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân đã vứt rác thải ra ngay rìa đường, làm cho tuyến đường càng trở nên nhếch nhác mất mỹ quan, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân và thu hút khách thập phương tới tham quan, chiêm bái. Xin được chuyển sang những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, trong tháng 1, xuất khẩu gạo ước đạt 400.000 tấn với giá trị 203 triệu đô la Mỹ, giảm lần lượt 20,9% và 17,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được cho là nhu cầu tiêu thụ trên thế giới giảm, trong khi đó lượng tồn kho ở nhiều nước còn cao. Mặc dù tình hình thế giới dự báo khá khó khăn, theo các doanh nghiệp Việt, cuối quý 1 xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ khởi sắc trở lại khi nguồn cung của thị trường dồi dào. Trong khi đó, Thái Lan, đối thủ cạnh tranh của Việt Nam, đang chịu sức ép về giá khi đồng bạc tăng, làm giảm lợi nhuận của các nhà phân phối ở nước ngoài. Do đó, nhiều đối tác có thể tìm nguồn hàng mới từ Việt Nam để tối ưu lợi nhuận. Hiện gạo Việt Nam có nhiều lợi thế về chất lượng và giá ở thị trường Mỹ, EU và Trung Quốc.
Vietnam Airlines cho biết trong tháng 3 và tháng 4 năm nay sẽ nối lại 5 đường bay giữa Việt Nam với Trung Quốc, khôi phục tổng cộng 9 trên 10 đường bay tới Trung Quốc so với giai đoạn trước dịch. Từ tháng 3, Vietnam Airlines sẽ nối lại đường bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh với tần suất 3 chuyến một tuần. Đồng thời, hãng tăng tần suất các chuyến bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Quảng Châu và Thượng Hải. Vào tháng 4 sẽ mở lại 4 đường bay giữa Đà Nẵng và Quảng Châu, Thượng Hải, Thành Đô, giữa Hà Nội và Thành Đô. Ngoài ra, từ tháng 9, Vietnam Airlines có kế hoạch đưa tàu bay thân rộng khai thác trên các đường bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh, giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải. Từ ngày 8 tháng 1 khi Trung Quốc mở cửa trở lại đến nay đã có hơn 40.000 lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trong đó, phần lớn là người đi từ phía thành phố Lào Cai sang thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chơi xuân hoặc thăm thân trong dịp Tết Nguyên đán. Lượng người từ thị trấn Hà Khẩu sang thành phố Lào Cai ít hơn nhiều, chủ yếu là người lao động hay chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam làm việc. Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho rằng chính sách mở cửa biên giới của các địa phương ở Trung Quốc khác nhau nên nhiều người chọn hướng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai do đi lại thuận lợi hơn. Luật thuế bất động sản chung sẽ được xây dựng thay thế cho luật sử dụng đất nông nghiệp và luật sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay. Theo đề xuất của Bộ Tư pháp, luật thuế bất động sản dự kiến sẽ tách riêng đất ở, nhà ở để đánh thuế nhằm đảm bảo đơn giản, thuận lợi trong công tác quản lý thu thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đáng chú ý, việc đánh thuế theo biểu suất thuế lũy tiến từng phần để đảm bảo mục tiêu điều tiết cao đối với trường hợp nhà đất có giá trị lớn. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng sẽ áp thuế suất cao với nhà đất lấn chiếm, bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng, nhà đất sử dụng chưa đúng mục đích. Tối ngày 9 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng liên quan đến vụ tham ô hơn 86 tỷ đồng. Đó là bị can Hoàng Quang Huy, 34 tuổi, Lâm Thị Hồng Tâm, 50 tuổi, đều ở thành phố Đà Nẵng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản xảy ra tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Trong đó, Hoàng Quang Huy là trưởng phòng kế hoạch tài chính và Lâm Thị Hồng Tâm là thủ quỹ trường ngành. Đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho mượn 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách khoa để giải quyết việc cá nhân. Do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường. Bằng một số thủ đoạn, tính đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, Lâm Thị Hồng Tâm với sự thông đồng của Hoàng Quang Huy đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của Đại học Bách khoa với tổng số tiền hơn 86 tỷ đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác. Qua đấu tranh, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Xin được chuyển sang trường tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 2, Tổng thống Nam Phi đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do tình trạng mất điện nghiêm trọng trên toàn quốc và nhấn mạnh việc thiếu điện đang gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nền kinh tế và cơ cấu xã hội. Cuộc khủng hoảng thiếu điện đã diễn ra trong nhiều năm tại Nam Phi, được cho là kết quả của việc chậm trễ trong việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới, tham nhũng trong các hợp đồng cung cấp than, tình trạng phá hoại và thất bại trong việc nới lỏng quy định để cho phép các nhà cung cấp tư nhân nhanh chóng đưa năng lượng tái tạo vào khai thác. Công ty điện lực nhà nước đang thực hiện việc cắt điện luân phiên hàng ngày trên toàn quốc, khiến các hộ gia đình chìm trong bóng tối, làm gián đoạn các hoạt động sản xuất và gây tổn hại cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất trong lịch sử Malawi đã khiến 1.210 người tử vong, trong khi vaccine phòng bệnh hiện rất khan hiếm. Tuyên bố của WHO nêu rõ, dịch bệnh đang lây lan tại 27 trong tổng số 29 huyện của Malawi. Số ca mắc trong tháng 1 năm nay đã tăng tới 143% so với tháng 12 trước đó. WHO cảnh báo, đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu nếu không có các biện pháp can thiệp quyết liệt. Robot đã trở nên phổ biến trên đường phố Nhật Bản khi các công ty công nghệ chạy thử nghiệm việc vận chuyển thực phẩm tự động và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác bằng máy móc. Đây là chú robot giao hàng đã được vận hành thử nghiệm trên một con phố ở Fujisawa, tỉnh Kanagawa. Các robot giao hàng chỉ được đi với vận tốc tối đa là 6 km/h. Các robot sẽ không hoạt động hoàn toàn đơn độc với con người giám sát từ xa và có thể can thiệp. Hiện các công ty công nghệ tại Nhật Bản đang chạy đua đáp ứng nhu cầu khi vào tháng 4 tới, Nhật Bản sẽ cho phép robot giao hàng hoạt động. Những người ủng hộ hy vọng rằng máy móc cuối cùng sẽ có thể giúp người già ở các vùng nông thôn thưa thớt tiếp cận với hàng hóa, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu nhân viên giao hàng ở một quốc gia thiếu lao động trầm trọng.
Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.